Và cuối cùng đến với đường uống thì lưu ý sai lầm thường gặp nhất khi gặp cái đường uống là gì? Một, nó là bao giờ cô của mình sẽ là lạm dụng, tức là dùng một cách nhiều lúc là không biết mình đang dùng cái gì cho bé, chỉ là thấy nó rất nhạy, rất có hiệu quả thì sử dụng. Nhưng mẹ biết, nhiều lúc mẹ biết tại sao nó nhạy không? Vì là nó là corticoid rất mạnh. Và nhiều lúc là không cần sử dụng đến cái loại corticoid rất mạnh như vậy. Cái việc sử dụng corticoid rất mạnh nó đồng nghĩa với việc tăng tác dụng không mong muốn của bé nha. Tác dụng không mong muốn như thế nào? Nó không easy, nó không đơn giản đâu. Tác dụng không mong muốn của corticoid, và nhất là khi đã lạm dụng rồi, dùng tái đi rồi lại, rồi dùng liều cao, rồi dùng kéo dài, thì tác dụng của nó, nhất là trên sự phát triển của trẻ, là rất đáng lo ngại. Thì nó chia sẻ cụ thể cho các mẹ luôn chứ không cần dọa nha. Đầu tiên là như vậy rồi này. Sai lầm với đường uống thứ hai nữa là sự dừng thuốc đột ngột. Thì cái khi dừng thuốc đột ngột thế này, tại sao nó là sai lầm? Bởi vì mình như mình đã giải thích ấy, thì corticoid bản chất của nó là steroid tuyến thượng thận, nó là một loại hormone, và với hormone thì cơ thể luôn có cái cơ chế nhất định để duy trì nồng độ của nó và để điều chỉnh nồng độ của nó. Tuy nhiên khi mình cứ nạp ở ngoài vào một cái nồng độ corticoid bên ngoài ấy, thì làm cho cái nồng độ hormone steroid đấy trong cơ thể nó tăng lên, nó luôn ở mức cao. Và khi mà hormone ở mức cao như vậy thì cơ thể nó sẽ có cái cơ chế để gọi là ức chế tuyến vào thượng thận, chính là cái tuyến tiết ra hormone đấy. Ngừng tiết ra hormone bởi vì nó bảo là ta có đủ hormone rồi, đừng có tiết nữa. Thì khi mà mình cứ dùng corticoid như vậy thì cái tuyến vọ thượng thận ấy nhiều lúc nó sẽ teo dần và nó đang bị ức chế mà, thế nên cái việc tiết hormone của nó đang gần như là giảm dần xuống. Và khi mà rõ ràng mình đang cho cơ thể corticoid hàng ngày, tự nhiên mình thất bục phát bảo thôi nhé, bé khỏi rồi, không cho bé dùng corticoid nữa đâu, nhưng mà tuyến vọ thượng thận nó đang có thói quen là không tiết nữa rồi, và nhiều lúc nó đang bị teo lại rồi cơ, teo luôn cái tuyến vọ thượng thận đấy rồi, thì gần như là cơ thể mất luôn một cái nguồn hormone mà như mình đã giải thích, cái nguồn hormone steroid tuyến vọ thượng thận tiết ra, một hormone rất quan trọng với rất nhiều quá trình trong cơ thể. Và người ta lo nhất là ngại nhất đó chính là khi dùng thuốc đột ngột nó là gây suy vọ thượng thận cấp. Cái suy vọ thượng thận cấp này thì nó sẽ có rất nhiều những cái tác dụng, gọi là rất nhiều những cái hại đến cơ thể, và nguy hiểm nhất thì suy thượng thận cấp nó có thể dẫn đến là nói thế nào nhỉ, tụt huyết áp rất nhanh, và gọi là suy tuần hoàn nó đó, nói chung là rất nguy hiểm. Nói chung không dừng thuốc đột ngột nha, nhưng mà không phải trường hợp nào cũng phải giảm liều từ từ, thì nhớ ở phần hướng dẫn sử dụng đúng cách sẽ giải thích cụ thể hơn cho các mẹ và chia sẻ với các mẹ cụ thể hơn. Đến phần thứ hai của uống rồi đúng không, còn gì nữa nhỉ? Thực ra đấy là hai cái mình muốn nói với mẹ nhất ạ, thì các mẹ nhớ giúp mình là cái vấn đề đấy. À còn một cái nữa là nhiều lúc ấy, các bé đã sử dụng những cái đường uống corticoid, và nó còn có một cái, thực ra cái này không phải một cái đồ dòng, nó chỉ thêm một cái ý cho các mẹ thôi. Tức là có nhiều chế phẩm trên thị trường của corticoid đúng không? Và các mẹ đã sử dụng các bé gọi là kết hợp nhiều thị trường, nhiều nhiều loại corticoid với nhau, nó cũng sẽ tăng khả năng tác dụng không muốn của bé. Ví dụ bác sĩ đã kê cho bé dạng đường viên kia rồi, tuy nhiên lại nghe mẹ hàng xóm nào đấy bảo là Naloxone này giảm viêm hiệu quả lắm, giảm viêm họng, viêm hô hấp cho bé hiệu quả lắm, lại uống thêm cả cái này nữa, thì hai cái này nó đều là corticoid rồi nha các mẹ. Ok, thế bây giờ mình đến với phần tác dụng không mong muốn nhá, để cho các mẹ hiểu rõ nhất là tại sao cái sai lầm, những cái sai lầm mình đã gạch đầu dòng như vậy, nó lại nói từ đáng sợ thì hơi đáng sợ, nhưng mà nó đáng sợ thật nhá.